người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Nữ diễn viên đã cover ca khúc Người hãy quên em đi của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Với chất giọng cao vút của người con gái xứ Hà Thành, người đẹp ngay lập tức khiến khán giả xào xuyến khi cất giọng. Thực sự là đối với cháu thì chúng tôi cũng có một cái ấn tượng đó rất là sâu sắc, bởi vì là khi vào ấy thì được mẹ đưa xuống. Và bởi vì lúc đấy là mẹ chưa bị bắt, nhưng sau khi mà đưa cháu xuống thì mẹ mới về để chấp hành án phạt tù. Thế nên là chúng tôi cảm thấy rất là xúc động, bởi vì là cái tình cảm của mẹ cháu với lại cháu ấy, thì lúc nào tôi cũng vẫn nhớ và vẫn cảm thấy rất là thương. Bởi vì là lúc đấy cháu nó vào nó quá là nhỏ, thế mà nghĩ là nếu mà nó nhỏ như thế này ấy, thực sự là phải xa mẹ thì rất là thương cháu. Trường hợp cháu Giàng A Tiến có bố mẹ bị bắt vì buôn bán ma túy, hiện Tiến đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái. Thời gian đầu em rất tự ti về bản thân, khó gần và thường xuyên quấy khóc vì nhớ mẹ. Sau này được các mẹ trong trung tâm chăm sóc, Tiến dần thân thiện hơn và nói được tiếng Kinh. Cùng chung hoàn cảnh của Tiến, còn 8 bé khác đang được nuôi dưỡng tại đây. Không chỉ những đứa trẻ tội nghiệp chịu hậu quả của ma túy để lại, mà những người thân là ông, là bà, mặc dù tuổi cao sức yếu, cũng phải chịu gánh nặng trên vai. Hơn 2 năm nay, ông Sùng A Đế, thôn Hán Tàu, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, chưa một ngày được nghỉ ngơi. Tuổi già vẫn phải mưu sinh để nuôi 2 đứa cháu nội, bởi bố của chúng là Sùng A Mua bị bắt về hành vi mua bán ma túy trái phép. Còn mẹ đã bỏ đi Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Khó khăn lắm, còn bố mẹ thì già, đấy, còn ông bà ông nội thì già, thì tuổi già sức yếu, nó chỉ ăn uống cho nó, nhưng mà đi lấy đi kiếm tiền mua quần mua áo thì cũng già cho tuổi già sức yếu rất là khó khăn. Hiện vẫn chưa có con số thống kê cụ thể là hiện nay có bao nhiêu gia đình, bao nhiêu trẻ em đã, đang và sẽ trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn về ma túy. Chỉ biết rằng chính các em luôn là đối tượng chịu nhiều tác động, ảnh hưởng đến quá trình hình thành, phát triển tâm sinh lý và tổn thương sâu sắc nhất do các tệ nạn xã hội như ma túy để lại. Và tương lai của những đứa trẻ ấy cũng thật mịt mờ. Nghị định 146 quy định có 5 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, gồm: thứ nhất, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, thân nhân của người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Thứ hai, người hoạt động cách mạng trước năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi. Thứ ba, trường hợp khám chữa bệnh tại tuyến xã. Thứ tư, các trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở. Thứ năm, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến. Theo đó, khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, công an huyện Lấp Vò đã đến phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là một người đàn ông mặc áo thun màu đỏ, tay ngắn, quần short ngắn màu trắng. Hiện vụ việc đang được công an huyện Lấp Vò điều tra làm rõ. Hình ảnh camera ghi lại cảnh cô gái trộm tài sản vừa được chia sẻ mới đây gây xôn xao cộng đồng mạng. Sau khi quan sát, ngó nghiêng xung quanh, giả vờ nghe điện thoại, cô gái trẻ nhét bức tượng vào người rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Đoạn clip sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều ngán ngẩm và chỉ trích hành vi trộm đồ của cô gái này. Được biết, sự việc được ghi lại vào ngày 30 tháng 11 trong một cửa hàng bán đồ thờ cúng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này chính là Nguyễn Minh Thanh, tự nhí 20 tuổi, cư trú ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Theo đó, Thanh gặp chị Hồ Thị Kim Tê là người dẫn chương trình tại một đám cưới trên địa bàn. Khi ra về, cả hai đi đến khoảng đất trống thì Thanh đòi chị Tê cho quan hệ tình dục, nhưng bị chị Tê từ chối. Tức giận, Thanh đã nắm tóc chị Tê kéo ra mương nước phía sau nhà và dìm xuống nước khiến nạn nhân chết ngạt. Sau đó, Thanh cởi quần áo của nạn nhân ném vào bụi sậy gần đó, rồi giấu thi thể chị Tê sau nhà của mình. Sau khi gây án, Thanh nhặt điện thoại, lấy xe máy của nạn nhân, rồi trở lại Bình Dương, biết không thể trốn thoát. Sau đó Thanh đến công an huyện Châu Thành đầu thú và giao nộp chiếc xe máy của chị Tê. Anh đã
Đối tượng vừa bị bắt giữ là Nguyễn Thành Tuyên, 46 tuổi, ngụ phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, sau một thời gian theo dõi, Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành mật phục trên tuyến kênh thuộc xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất để truy bắt Tuyên. Tuy nhiên, khi thấy công an, đối tượng Tuyên liền điều khiển cano với tốc độ cao bỏ chạy gần 20 km. Khi đến xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành thì bị bắt giữ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 27.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu gồm nhãn hiệu Hero, Z và Scott. Hiện đối tượng và tang vật đã được bàn giao để tiếp tục điều tra xử lý. Phía trong con hẻm rộng khoảng 1,6 mét này có hơn 20 hộ đang sinh sống. Các hộ dân ở đây cho biết hiện họ đang rất lo lắng sẽ mất lối đi công cộng này vì chủ của mảnh đất kế bên con hẻm là bà Trần Thị Hà cho rằng một phần con hẻm này thuộc sở hữu của gia đình bà. Theo sơ đồ thì bây giờ đất của bà Hà ra thêm ra 1 mét 2 nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là đất của bà Hà. Nếu theo sơ đồ của bà Hà, đất của bà Hà là đủ cho bà Hà tới đây. Thì còn lại 5 tấc. Chỉ còn lại 5 tấc là đường công cộng thì hỏi là chúng tôi đi bộ còn đi không được, làm sao tất cả mọi phương tiện đi được. Không chỉ bà Hà mà chủ của mảnh đất lân cận cũng cho rằng một phần con hẻm này cũng nằm trên phần đất của họ. Theo các hộ, lối đi công cộng đã có từ năm 1998 và theo sơ đồ lối đi này phải rộng đến 5 mét. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà đến nay lối đi này chỉ còn rộng khoảng 1,6 mét. Và nếu chiếu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành cấp cho hai hộ dân lân cận thì lối đi này hầu như sẽ biến mất. Nhưng mà chúng tôi mua thì trong hồ sơ thể hiện là con đường 5 mét. Đó, thì cũng có 5 mét thì chúng tôi mới mua vào đây và đã ở được là khoảng 17-18 năm. Thì cách đây 2 năm mới phát hiện ra cái sự việc là trong sổ đỏ, con đường đã nằm trong sổ đỏ của hai hồ hai bên. Thì còn có khoảng 4-5 tấc. Thì chúng tôi khi đó rất là bức xúc, cả cái xóm rất là bức xúc. Giống như là chúng tôi bị lừa, giống như là bị đánh lừa. Tại vì khi quan sát ở trên sổ đỏ thì đường đi 5 mét thì tôi mới vô đây tôi mua. Để tìm hiểu vì sao Ủy ban Nhân huyện Châu Thành lại cấp đất cho người khác làm mất đi lối đi công cộng, các hộ dân đã đồng loạt gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân huyện để khiếu nại. Thế nhưng dài dẳng gần 2 năm trời, họ vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cùng đường, những hộ dân này đã khiếu nại ra Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và sau đó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành phải kiểm tra nội dung đơn, qua đó khẩn trương xem xét, giải quyết. Vì giải quyết thì huyện lại mời chúng tôi lên và thu hồi cái quyết định đã thụ lý. Chính quyền là chưa có tiếp thu, chưa có trách nhiệm mà trong cái việc giải quyết thụ lý đơn của nhân dân. Nói chung là nhân dân đi tới đi lui rất là mệt mỏi, khi mà làm việc với chính quyền thấy là rất là khó khăn. Có mặt tại khoa hồi sức cấp cứu và khoa nội nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên, chúng tôi ghi nhận có 50 trường hợp bệnh nhi sốt xuất huyết đang được điều trị. Trong đó có 7 bệnh nhi sốt xuất huyết nặng, nhập viện trong tình trạng sốc, không bắt được mạch, nôn ói ra máu. Đáng chú ý tại huyện Tây Hòa, kết quả xét nghiệm xác định trên 60% bệnh nhân sốt xuất huyết tuyếp đen 2. Đây là tuyếp virus có độc lực mạnh và tỷ lệ bệnh nhân bị chết rất cao. Ngoài ra, kết quả điều tra chỉ số bọ gậy cơ thể, chỉ số PI, tức chỉ số dụng cụ chứa nước có lăng quăng trên số hộ dân là 135, ở ngưỡng cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình trên, nếu ngành chức năng và địa phương không có biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, thì dịch bệnh bùng phát sẽ rất nguy hiểm. Đây là đối tượng Trần Minh Phương, 22 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, vừa bị Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trước đó, nhận tin báo của người dân về việc cháu TN, 14 tuổi, ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ bị Trần Minh Phương dụ dỗ quan hệ tình dục, lực lượng chức năng tiến hành xác minh và mời Phương về cơ quan làm việc. Tại đây, Phương khai nhận quen biết với TN qua mạng xã hội và cả hai nảy sinh tình cảm. Sau đó, Phương thường xuyên đến nhà chở em N đi chơi và cả hai nhiều lần quan hệ tình dục. Thời điểm ấy, em TN chỉ 13 tuổi 8 tháng. Camera ghi lại vào hồi 1 giờ sáng ngày 27 tháng 11, một nam thanh niên cởi trần, đầu quấn khăn, đột nhập vào nhà ngay trong lúc chủ nhà đang ngủ say. Nam thanh niên này thản nhiên lục lọi đồ từ phòng khách, phòng làm việc như vườn không nhà trống. Được biết tài sản bị mất lên đến hơn 100 triệu đồng, gồm tiền mặt, máy tính bảng, điện thoại, máy tính, v.v.
Theo đó, khi phát hiện công trình thuộc khu vực cầu 2 tháng 9 tại ấp Bình Thành, xã Bình Thành Trung, huyện Lấp Vò, không người trông coi, bốn đối tượng trên đã lén lút đột nhập vào, dùng dụng cụ nại, gỡ chốt và lấy cắp 15 thanh kim loại dùng để xây dựng lan can cầu tạm. Khi các đối tượng đang dùng ba gác vận chuyển tang vật đi tiêu thụ, thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm một xe ba gác biển số 61Z17886, 15 thanh kim loại, một xà beng, ba xe mô tô.